Kính thưa quý vị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định điều động nhân sự được Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trao cho đồng chí Nguyễn Văn Hiếu vào chiều nay tại Thành ủy Thành phố Cần Thơ. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhận trọng trách mới. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hy vọng đồng chí sẽ cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cần Thơ đoàn kết hoàn thành nghị quyết nhiệm vụ 2020-2025, nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết bản thân được tín nhiệm, phân công về làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ là niềm vinh dự lớn, hứa sẽ cố gắng hết sức đoàn kết xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững, nâng cao cuộc sống người dân. Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ, quê Bình Định, thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân luật, cử nhân hành chính. Tháng 1 năm 2016, đồng chí được bầu ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, từng giữ chức Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận 2, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Bí thư Quận ủy Quận 5 từ tháng 5 năm 2020. Từ tháng 1 năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu được điều động làm Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 6 năm 2022, đồng chí được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh bầu làm Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.